giờ cuối cùng. Martinez cũng không cần phải vội vàng khi mà bóng của anh đang nắm trong tay lợi thế cực kỳ lớn để có thể mang 3 điểm rời sân động Tottenham Hotspur Stadium. Cuối cùng cho trận đấu ngày hôm nay. Còn Leo Bailly. Chuyền đi bằng. Được chuyển về hơi mạo hiểm của chuyền đi bằng.